Thông tin đáng chú ý khác, sáng ngày 25 tháng 8 tại thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, Quỹ từ thiện Hải Tuệ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn tổ chức chương trình Dũng cảm thoát nghèo lần 3. Đồng chí Nguyễn Như Anh, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn đã đến dự. Chương trình Dũng cảm thoát nghèo với 3 nội dung chính gồm điều ước giản đơn, khát vọng chinh phục và dũng cảm thoát nghèo bằng hình thức hỗ trợ vốn cho 6 gia đình tại thị trấn Ốc Eo và các xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh, Phú Thuận. Mỗi gia đình được hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng các mô hình kinh tế để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhằm tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới, chương trình còn trao 50 suất học bổng cho học sinh khó khăn hiếu học của thị trấn Ốc Eo và xã Vọng Thề, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do Quỹ khuyến học Thích Nữ Như Ngọc hỗ trợ. Dịp này, Quỹ từ thiện Hải Tuệ cùng chùa Phước Ân trao bản tượng trưng hỗ trợ cất mới 2 căn nhà và sửa chữa 2 căn cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Thoại Sơn.